Chào Mikel, thật tốt gặp lại ông. Ông có thể cung cấp tin tức về đội hình trước trận Chủ nhật này không? Rồi chấn thương của Saliba diễn biến ra sao rồi? Không, không có sự thay đổi gì về mặt nhân sự và chấn thương cả. Chúng tôi chỉ có hy vọng ở vài cầu thủ có thể tập luyện trở lại vào ngày mai, nhưng phải chờ xem. Đó là ai? Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Chỉ còn 9 trận đấu nữa mùa giải sẽ kết thúc và pháo thủ đang đua vô địch. Liệu ông thực sự đang tận hưởng chuyện này và bỏ qua mọi áp lực? Liệu ông có đang như vậy? Chúng tôi đang tận hưởng mọi thứ và chúng tôi phải như vậy. Chúng tôi thực sự cần phải đón nhận những gì đang có được và tiếp tục chiến đấu. Cả đội đang đầy nhiệt huyết, đầy tích cực và chúng tôi biết rằng mình có một thử thách to lớn. Nhưng đồng thời cũng thấy được chuyến đi tới Anfield sẽ là một cơ hội lớn để làm một điều mà chúng tôi chưa làm được trong nhiều năm qua. Đó là điều đang thúc đẩy đội bóng trong vòng vài ngày qua. Mikel này nhắc lại cuộc chuyến làm khách này mùa giải năm ngoái. Trong phim tài liệu, nó cho thấy cách ông tiếp cận và chuẩn bị cho trận đấu đó, như việc chơi nhạc Liverpool khi tập. Không biết lần này ông chuẩn bị theo kiểu gì vậy? Có gì đặc biệt để chia sẻ không? Với chúng tôi, mọi thứ bình thường thôi. Chúng tôi chuẩn bị cho mỗi trận đấu theo cách khác nhau, chuẩn bị cho những tình huống khác nhau, chuẩn bị về mặt tinh thần và chuẩn bị cho một kịch bản diễn biến mà chúng tôi sẽ phải đối mặt trong trận đấu. Còn mùa rồi, đó là cách chúng tôi đã chuẩn bị. Theo tôi, ở vài trận đấu trước, hay như trận mùa rồi tại Anfield, ông đã đầy kích động ngoài sân khi phải đối đầu cho Jurgen Klopp, đúng không? Đó là chuyện thường xảy ra trong bóng đá thôi. Sau đó thì chúng tôi cũng đã ôm nhau và bỏ lại sau lưng. Jurgen Klopp biết tôi có đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ cho những gì ông ấy cùng đội ngũ đã làm được ở Liverpool. Chúng tôi quên việc đó rồi. Liệu ông có rút ra bài học gì cho cá nhân và liệu ông sẽ tiếp cận những tình huống như vậy khác đi ở lần tới? Tôi không biết. Phải đợi xem có rơi vào tình cảnh đó nữa không đã. Còn cách mà tôi đã phản ứng ngày hôm đó là để bảo vệ cho các cầu thủ của mình theo cách tốt nhất. Là vậy thôi. Tôi nghĩ không thích thấy bản thân mình như vậy đâu, nên hy vọng là không xảy ra. Như ông nói, Arsenal đã chưa thắng ở đó rất lâu rồi. Khi Arsenal thắng là lúc ông còn thi đấu. Hẳn ông đã dùng kinh nghiệm này để chuẩn bị cho trận đấu tới đúng không? Để chia sẻ với các cầu thủ về những cảm nhận có thể có được. Không biết ông có kỷ niệm gì đáng nhớ nhất nhỉ? Chúng tôi đã tới vài sân đấu, nơi mà chúng tôi chưa thắng trong vòng 17, 18 hay 22 năm, và chúng tôi đã thành công trong việc tìm lấy chiến thắng. Chúng tôi đủ khả năng để thắng tại Anfield. Chúng tôi hiểu rằng mình sẽ cần chơi hay nhất để thắng trận, và chắc chắn là phải hay hơn chính mình mùa rồi. Đặc biệt là ở hiệp 2, khi chúng tôi đã cởi mở hơn và để Liverpool có những khoảng trống thoải mái. Chúng tôi sẽ phải hay hơn mùa rồi, chắc chắn là vậy. Một chút về cá nhân đi, ông có những kỷ niệm gì đặc biệt về trận thắng trước không, khi thắng tại Anfield? Thật tuyệt, bởi vì trước trận thắng đó, cũng đã có rất nhiều năm chúng tôi không làm được. Chúng tôi cũng đã có thêm một chiến thắng khác, đúng một năm trước đó, khi Van Persie ghi bàn phút 95. Do đó tôi có nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ ở đó, một sân vận động tuyệt vời để thi đấu. Nó mang đến những trải nghiệm độc đáo cho mọi cầu thủ và huấn luyện viên. Chào Mikel, như ông chia sẻ, thì ông rất ngưỡng mộ những gì Jurgen Klopp làm được tại Liverpool. Liệu ông có bất ngờ với những gì họ đang trải qua mùa này, khi họ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, cách 10 điểm với top 4 và tới 29 điểm trước Arsenal? Ông bất ngờ không với diễn biến lúc này của mùa giải? Tôi lại càng thấy ngưỡng mộ hơn, bởi vì nó cho thấy sự khó khăn khi ở đỉnh cao và cả việc biến đổi đội bóng, xây dựng bản sắc, xây dựng niềm tin, cũng như khả năng cạnh tranh liên tục ở 6-7 mùa bóng đã qua. Nó cho thấy việc duy trì sự ổn định, duy trì đẳng cấp là điều rất khó khăn. Chúng tôi thì cũng đã có những thời khắc khó khăn của riêng mình, nhưng đặc biệt với những gì Liverpool đã làm, thì tôi nghĩ nó thật đáng ngưỡng mộ. Để nói thì dù họ đã mất đi phong độ khi thi đấu xa nhà, nhưng ở sân nhà, họ đã đánh bại Man United tới 7-0. Tôi đoán là ông đã xem lại trận đấu đó để phân tích đúng không? Ngoài việc họ sẽ rất hay tại sân nhà, thì còn điều gì ông ghi nhận đáng chú ý ở Liverpool không thưa ông? Họ đã có những trận đấu ở giải, mà nếu quan sát từ góc nhìn bên ngoài, phải nói họ là đội hay nhất. Còn thì có những vấn đề đã khiến họ mất điểm, chắc chắn là vậy. Tuy nhiên ở sân nhà, họ dùng một đội hình khác biệt, thì chúng tôi hiểu nó sẽ thế nào khi đá ở đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho chuyện này, trông đợi một Liverpool hay nhất, và chúng tôi cũng sẽ thi đấu hay nhất có thể. Chúng tôi hẳn sẽ có cơ hội để chiến thắng trận đấu này.
Câu cuối cho tôi, để nói thì ông đã có thêm vài sự bổ sung so với trận đấu trước tại Anfield, như Jesus hay Zinchenko, những cầu thủ biết rõ họ cần làm gì để tới đó và giành chiến thắng. Một cầu thủ nữa cũng cần nhắc đến là Chosa, khi anh ấy đã ghi một hat-trick trước Liverpool đầu mùa này. Liệu việc bổ sung một cầu thủ như vậy có tầm quan trọng ra sao cho trận tới? Thật tuyệt khi có những cầu thủ mà họ đã có kinh nghiệm về những điều tuyệt vời và tích cực tại sân đấu đó. Chosa là một cầu thủ đã cực kỳ nổi bật vào ngày hôm đó. Một trận cầu đẹp mắt để theo dõi, và đó là những gì chúng tôi cần. Những cầu thủ với nhiều niềm tin tại sân đấu này rằng chúng tôi sẽ đến đó và giành chiến thắng. Chào Mikel, ông khỏe chứ? Như ông đã đề cập, chuyện Arsenal đã không thắng được ở Anfield nhiều mùa rồi. Không biết có chuyện gì ở Anfield mà khó khăn như vậy nhỉ? Liệu cần thay đổi điều gì cuối tuần này để chiến thắng vậy? Liverpool là một đội bóng hay, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên hàng đầu, và họ đã tạo ra được một bầu không khí tuyệt vời, khiến mọi thứ thực sự khó khăn cho chúng tôi cũng như mọi đối thủ khác. Một điều giống như tại sân Emirates của chúng tôi thôi. Để nói, nó rất khó khăn. Chúng tôi hiểu điều đó. Còn thì cơ hội là còn đó trước mắt cho chúng tôi hôm Chủ nhật, để có thể làm được điều gì đó giống như từng có trong vòng 2-3 năm qua. Đó là thắng ở những sân đấu mà từng nhiều năm trước đó không thể thắng được. Granit Xhaka đang có một mùa giải hay nhất của mình trong việc ghi bàn cho Arsenal. Anh ấy đã thay đổi điều gì để được như vậy thế? Bấm nút, đó là mặt tâm lý, cảm nhận được năng lực để làm việc đó, hiểu biết được cách để có mặt đúng thời điểm, đúng vị trí. Được như vậy thì sẽ cần tập luyện và ra sân liên tục, cố gắng để cải thiện và giúp đỡ đội ở những khu vực đó. Theo tôi thì việc thi đấu cao hơn đã là một điều vô cùng cần thiết cho Xhaka trong lối đá của đội, giúp mang đến nhiều chiến thắng hơn. Để nói thì nhiều người hâm mộ đã rất buồn bực khi Ben White không được triệu tập lên tuyển Anh, dù thi đấu đầy chắc chắn cho pháo thủ. Ông nói gì về những màn trình diễn của Ben White? Tôi cực kỳ vui với cậu ấy. Để nói thì Ben White đã thi đấu thực sự ổn định. Cậu ấy đã thích nghi rất tốt vị trí. Cái cách mà cậu ấy phối hợp, thi đấu và đặc biệt là cách cậu ấy liên kết cùng vài đồng đội khác, nó đã rất tuyệt vời. Còn thì hẳn Ben White sẽ có những cơ hội khác để lên tuyển trong tương lai thôi. Đó là điều chắc chắn. Tiếp theo thì tôi muốn hỏi về đội trẻ của Arsenal khi mới đây họ đã lọt vào chung kết FA Cup trẻ. Được biết Jack Wilshere đã tìm đến ông để lấy cảm hứng cho thế hệ tiếp theo của pháo thủ. Không biết tình hình lúc này nói lên điều gì về pháo thủ vậy? Ngoài đội nam thì đội nữ và giờ là cả đội U18 cũng đang rất thành công. Thật tuyệt vời cho câu lạc bộ. Đó là điều mà chúng tôi muốn. Luôn tiến bước ở mọi giải đấu và nắm trong tay khả năng vô địch. Những điều mà đội nữ làm được là đáng ngưỡng mộ. Còn với những gì Jack cùng với các cầu thủ trẻ làm được đêm rồi thì thật sự đầy cảm hứng. Với cách mà nó diễn ra vào phút cuối, tôi rất vui bởi vì nó là một điều đầy tích cực cho câu lạc bộ. Chào Mikael, liệu Xhaka đã có thể trở lại đá chính chưa? Vâng, cậu ấy khỏe. Mikael, nói về Jurgen Klopp, ông ấy đã có mùa giải thứ 8 cùng Liverpool rồi. Liệu ông nghĩ rằng mình sẽ tại vị lâu dài được như vậy ở một câu lạc bộ? Tôi nghĩ ở một câu lạc bộ như này, chúng tôi sẽ phải tỏ ra xứng đáng để được như vậy. Ông ấy hoàn toàn xứng đáng điều đó với cách đã biến đổi Liverpool và đặc biệt là với những màn trình diễn cùng những kết quả đã có cũng như những danh hiệu đã đạt được. Chúng tôi chỉ có thể bảo toàn vị trí ở đẳng cấp này nếu như có thể mang đến những kết quả tốt. Đó là điều cần thiết để đảm bảo chiếc ghế. Có một điều mà nhiều cầu thủ Arsenal đã nói đến, đó là họ đã tận dụng kinh nghiệm đau đớn có được sau những trận đấu trước Tottenham và Newcastle mùa rồi. Liệu ông cũng sẽ dùng những bài học đau đó để làm động lực cho trận đấu tới ở Anfield? Để nói thì có nhiều sự tương đồng, nhưng rõ ở đây thì hoàn cảnh là khác biệt, cũng như các đối thủ và các cầu thủ ra sân cũng sẽ rất khác nhau. Còn thì chúng tôi sẽ dùng những trải nghiệm đó theo đúng cách, nó sẽ trở thành tích cực và mang đến cho chúng tôi năng lượng cùng niềm tin rằng chúng tôi có thể chiến thắng, và đó là điều mà chúng tôi sẽ làm. Chào Mikael, để nói thì ông đang có 4 cầu thủ tấn công ở phong độ thực sự tốt là Saka, Martinelli, Chosa và Jesus. Cả Nelson nữa? Vâng, còn có thể nhiều hơn, nhưng chỉ có 3 chỗ trong đội hình xuất phát. Hẳn rất khó khăn để quản lý việc này nhỉ, để có thể tiếp tục sử dụng tốt những cầu thủ đó, khi sẽ phải luôn để 1-2 người ngồi dự bị. Để nói thì nó phụ thuộc vào thời điểm và điều mà chúng tôi muốn làm trong trận, phụ thuộc vào chất lượng đội hình mà chúng tôi muốn có, cũng như là sự liên kết mà chúng tôi muốn có được ở các cầu thủ ngày hôm đó. Còn thì chúng tôi có 5 sự thay đổi người, chúng tôi có khả năng để thay đổi trận đấu với những cầu thủ đó, một điều thật tuyệt vời cho chúng tôi. Mắc phải vấn đề như vậy, kể ra còn tuyệt vời hơn nhiều, bởi vì các cầu thủ của chúng tôi trông đều thực sự hay vào lúc này. Chào Mikael, ông từng nói là chiến thắng 3-2 đầu mùa trước Liverpool đã là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của ông tại sân Emirates. Liệu chiến thắng đó có phải là bàn đạp, một cơ sở để khẳng định sức mạnh của đội mùa này? Đó đã là một trận đấu lớn cho chúng tôi, một kết quả quan trọng, đặc biệt là với cách mà chúng tôi đã chiến thắng. Chúng tôi đã có chiến thắng sau cùng nhờ việc đã có màn trình diễn tốt ở hiệp 2.
Còn thì mọi thứ có được đều đã giúp ích, chúng mang đến sự tự tin cho đội để hướng đến một đẳng cấp cao hơn. Các cá nhân cầu thủ cũng có niềm tin rằng họ có thể tiếp tục chiến thắng khi phải đối đầu với những đối thủ như vậy. Ông đã chia sẻ nhiều lần trong những thời khắc khó khăn khi phải đối đầu với Liverpool rằng không thể chơi ở đó với sự sợ hãi được. Ông có nghĩ các cầu thủ đã sợ sệt gì trước đây với chuỗi trận thua trước đó? Liệu lần này họ sẽ không như vậy nữa? Trước tiên để nói thì đó là những tập thể khác biệt. Chúng tôi đến đó với vị thế khác biệt. Còn thì điều tôi thấy vẫn luôn là sự nhiệt huyết và đầy tích cực. Để nói, điều cần có đó là sự can đảm. Can đảm để thi đấu, can đảm để cải thiện bản thân trong trận và áp đảo trận đấu. Vào Chủ nhật tới, chúng tôi sẽ cố gắng trở thành một đội như vậy. Van Dijk is in retreat and Odegaard is joining in and he's seen Martinelli! Extraordinary! Saka. Yeah!